Gói cho đẹp nha, gói cho đẹp để tặng các anh em học viên trên YouTube nha. Đó, sáng nay là thầy giáo trẻ thầy Duy. Đó, thầy Duy và em Sương. Thanh mai trúc mã chưa? Áo trắng, quần đen, váy đen giống nhau kia chưa? Nhớ lau cái cho nó sạch nha con. Nó có nhiều khi bụi. Sáng thầy Duy chạy đi mua cái cây xốp. Đó, cái này nó hết rồi. Để về gói cái sách cho nó sạch. Chúng thôi là nó dơ. Tinh thần là mình sẽ tặng khi nào hết sách thôi nha. Con sẽ Sương sẽ để ý coi là những anh chị nào mà yêu cầu trước á, gửi thông tin trước thì mình sẽ gửi trước. Gửi biết khi nào mà hết thì thôi. Không có vùng cấm nha, không có vùng ưu tiên nha. Nhiều khi không không nhắc là mấy bé này thấy thấy avatar mà anh nào đẹp trai là nó sẽ gửi trước. Mấy chú là nó gửi sau, thấy mấy anh thanh niên là nó gửi trước. À, có cái khăn này nha, để cái khăn làm cho sạch. Quá trời luôn anh em, nhìn coi nè. Dưới này đó. Bạn bằng xương thì rất là tỉ mỉ. Cái cây này là bằng xương trồng. Còn con cá trong này là thầy Duy. Cá chết hả? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Đó. Bàn này là bàn tiếp phụ huynh ngồi khách ngồi thì có cái cây đó, nó rất là dễ thương, xanh xanh tươi. Cái cây mà chết là trách nhiệm là em Sương, con cá mà chết là trách nhiệm của thầy Duy. Sương là trồng cây nè, đó chị em thấy không, cây 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 trồng cây gấu. Lớp mình hết gấu luôn. Sáng nay xong hết được. Gói thì xong đúng không? Nhưng mà làm cái địa chỉ gửi thì hơi lâu. Cái này lớp nhạc sử dụng trên phần mềm. À, con cái này là mình gửi mình tặng, còn cái tiền phí ship là mấy chú nhận mấy chú tự trả nha. Gì vậy thầy Duy? Thấy thầy Duy có vẻ là không ổn rồi kìa. Đâu, thì nó dư ít quá, à nó dư nhiều xíu mà nó không dư được, À, nó dư về giống như không được như vậy là lỗi với em Sương rồi. nè. Sương cắt không được rồi. Nói chung là cái này là cũng phải cảm ơn cái em photo. Nhờ cái em photo em sáng tạo vậy cho nên là mình mới có sách tặng anh em YouTube. Chứ không phải là không có đâu. Sách này đối với anh em học nhạc mình á, thì rất là quý. Nó tại vì mình có các bài nhạc nè, đó mình đàn, đó mình tập. Chứ còn mà cái này mà đưa cho mấy tiệm photo là nó đâu có xài được, nó căng ký nó bán ra chai không à, uổng lắm. Chiếc lá mùa đông hợp âm đầy đủ thế chưa? Không lạnh luôn. À, phía dưới các bài là có cái hợp âm. Rồi anh em sẽ nhận sách trong vòng ngày mai hoặc ngày mốt là sẽ có, nếu mà anh em ở gần gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và tinh thần là cái này là mình sẽ tặng mà theo thứ tự nha. Anh em nào gửi địa chỉ sớm thì mình sẽ gửi trước, gửi tới khi nào hết sách thôi. Những anh em nào mà yêu cầu sau mà không nhận được sách thì cũng đừng có buồn nha.
Rồi, xin chào anh chị em.